trường cao đẳng truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam tự tin đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực truyền thông. Chỉ sau 2 năm, bạn đã có thể trở thành MC, phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên hay biên dịch viên, làm việc tại các đài phát thanh truyền hình và các công ty truyền thông. Đặc biệt từ năm nay, tuyển sinh trung học phổ thông và hệ trung cấp với chính sách miễn 100% học phí, đảm bảo liên thông cao đẳng, đại học. Cao đẳng truyền hình, nơi chắp cánh ước mơ làm truyền hình.